xưởng gỗ Mộc Lam Huy xin chào. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trên YouTube của Mộc Lam Huy. Vâng, trong video lần này thì xưởng gỗ Mộc Lam Huy xin trân trọng giới thiệu đến cho tất cả quý vị một bộ ghế Minh Quốc Đào cột 12 với chất liệu là gỗ gõ đỏ tự nhiên 100%. Đây là bộ 8 món. Vâng, thì Mộc Lam Huy xin được giới thiệu cho quý vị, đây là bộ ghế 8 món bao gồm 4 chiếc ghế đơn. Bên này hàng bên đây 3 chiếc. Đây một chiếc là 4. Một chiếc băng dài, một chiếc bàn trà, một đôn cao và một đôn thấp. Với chất liệu là gỗ gõ đỏ tự nhiên 100%. Và đây là hàng Minh Quốc Đào VIP của Mộc Lam Huy. Vâng, thì bộ ghế này có gì VIP thì xin mời quý vị cùng theo dõi video này và Mộc Lam Huy sẽ tóm tắt cho quý vị chỉ trong vòng khoảng 5 phút thôi ạ. Vâng, đầu tiên xin được giới thiệu đến cho tất cả quý vị, đây là một bộ ghế Minh Quốc Đào và là dàn tó đào chim và là dàn đục thủ công 100%. Tất cả các chi tiết ở trên dàn tó này đều là anh em thợ đục, đục thủ công hoàn toàn, đục rất là sắc và rất là chi tiết. Với cái dàn tó này có chiều cao lên tới 24 phân. Dàn tó Minh Quốc Đào có chiều cao 24 phân là dàn tó đào đủ quý vị nhé. Ngoài thị trường thì vẫn có cái loại Minh Quốc Đào với dàn tó chỉ 22 phân hoặc là 20 phân, giá sẽ rẻ hơn. Nhân viên quý vị chúng ta hãy lưu ý về vấn đề này nhé. Tiếp theo thì dàn tựa. Tại đây Mộc Lam Huy có dàn tựa là tựa tứ quý, tựa cúc tùng trúc mai, mang ý nghĩa là bốn mùa thịnh vượng và có độ dày là 2 phân rưỡi. Tiếp theo, đây là hàng VIP của Mộc Lam Huy. Hàng đã được sử dụng kỹ thuật, đó chính là kỹ thuật tó móc bụng, tạo ra cho chúng ta một cái dáng ghế nó rất là khuỳnh và rất là đẹp. Đây, dáng ghế này thì sẽ rất khó để các bạn có thể tìm thấy trên ngoài thị trường, từ vì đa phần thị trường sẽ là không móc bụng, cho nên là cái độ khuỳnh này nó sẽ ít hơn một chút quý vị nhé. Và tiếp theo, đây là bộ ghế được làm cái dàn tay là tay nghê 12 và là tay nghê nguyên khối, không hề chắp ghép. Tất cả các món ghế ngồi và ghế băng ở trên đây đều sử dụng là dàn tay nghê và tay nghê nguyên khối, có nghĩa là không hề ghép ngang đó. Và đây là dáng nghê, phải nói là dáng nghê rất là đẹp, rất là chi tiết. Chính Huy đã vẽ ra cái mẫu nghê này để cho anh em thợ đục đục theo đó. Nghê rất là đều, rất là đẹp. Và hàng VIP của Mộc Lam Huy đó chính là cái dàn mặt ghế này có độ dày còn lại là 2 phân và hoàn toàn liền, không hề chắp ghép. Và tiếp theo, và có độ dày là 2 phân còn lại quý vị nhé. Và tiếp theo đó là dàn dẹo tai bèo đục chi tiết CNC và hoa lá tây và có vén cong, và ở trên này là cái diềm thừng và có cái độ dày là 2 phân rưỡi. Và dàn chân là dàn chân được đục bằng tay, anh em thợ đục bằng tay, đục thủ công và đục chi tiết đầu lân và chân móng. Vâng, đặc điểm VIP trên cái sản phẩm này của Mộc Lam Huy đó chính là chân bàn, chân đôn đều được làm chân 12 hết, làm theo đúng bằng theo kích thước của cột và của tay. Thông thường thì thị trường sẽ có là chân 8 và chân 10. Tại Mộc Lam Huy chân 8 và chân 10 thì sẽ được rớt vào hàng tiêu chuẩn, còn chân 12 sẽ được làm cho hàng VIP. Vâng, đây là bộ 8 món như Huy đã giới thiệu cho các bạn ngay từ ban đầu. Và tiếp theo, ghế băng. Ghế băng của bộ này là ghế băng 3 tựa cúc tùng trúc mai. Và tất nhiên rồi thì trên có 3 tựa thôi, chỉ có cúc tùng trúc và mai sẽ là ở cái ghế con. Và dàn tó ghế này thì cũng được Mộc Lam Huy đục tay hoàn toàn, có nghĩa đục thủ công hoàn toàn, không hề sử dụng máy quý vị nhé. Đối với một bộ ghế Minh Quốc Đào thì cái điều đẹp nhất của bộ ghế chính là dàn tó, cả ghế băng và ghế con. Đó, đây là dàn tó được đục bằng tay hoàn toàn, như các bạn có thể theo dõi từ phía trên, với độ cây rất là sạch sẽ, rất là đều và các chi tiết đục thì rất là sắc. Khi đục thủ công thì nó khác với đục máy ở một chỗ là đục thủ công nó rất là sắc quý vị nhé, từng đường dao đó rất là sắc, rất là bén. Và tựa thì tiếp tục rồi, vẫn là tựa cúc tùng trúc mai và vẫn là độ dày 2 phân rưỡi. Và tất nhiên rồi, dàn tay nghê như Huy có giới thiệu cho tất cả quý vị, trên cả 6 cái ghế đều là tay nghê nguyên khối, không hề chắp ghép.
và dàn chân vẫn luôn luôn là chân đục diêm thừng, chi tuyết hoa đa tây và vén cong. Vâng, vậy nên Mộc Lan Huy sơ qua cho quý vị về bộ ghế Minh Quốc đào này và xin được báo giá cụ thể cho tất cả quý vị. Đây là bộ ghế sau khi sơn hoàn thiện có giá là 58 triệu tại Mộc Lan Huy. Giá này thì chúng tôi sẽ đã bao gồm cái chi phí sơn BU đầy đủ, tặng kèm kính mặt bàn cũng như là sẽ miễn phí vận chuyển cho quý vị trong phạm vi 30 cây số. Vâng, một lần nữa thì Mộc Lan Huy xin được giới thiệu với quý vị, đây là bộ ghế của chú Tình ở quận 9 mà Mộc Lan Huy đã làm theo yêu cầu của chú. Và trong ngày hôm nay thì Mộc Lan Huy sẽ quay để giới thiệu đến cho tất cả quý vị. Còn trong ngày mai thì chúng tôi sẽ chuyển bộ ghế này tới và bàn giao tận nhà cho chú. Vâng, một lần nữa thì nếu như quý vị có nhu cầu về sản phẩm này thì chúng tôi cũng xin thông báo luôn là trong dịp Noel thì chúng tôi sẽ xuất ra được 10 bộ. Chúng tôi sẽ đánh mã số riêng từng bộ và sẽ có báo giá chi tiết trong lúc còn mộc. Các bạn có nhu cầu thì trong thời gian đó các bạn hãy theo dõi video, các bạn thích bộ nào hoặc là các bạn tới tận xưởng các bạn lựa và ký tên và yêu cầu màu sơn và độ bóng theo yêu cầu nhé. Một lần nữa thì Mộc Lan Huy xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi clip này và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong những video kế tiếp.